Xin chào các anh chị, tôi là thầy Long, sẽ phụ trách cái lớp công nghệ thông tin. Sau đây xin mời các anh chị đến với cái lớp công nghệ thông tin cơ bản, hay có một cái tên gọi khác là tin học văn phòng cơ bản. Nội dung của khóa học này như sau. Theo quy định của Bộ Giáo dục thì cái khóa học chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thì chúng ta sẽ học bao gồm 6 module các anh chị ha. Thì cụ thể như thế này. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, sau đó làm học về sử dụng hệ điều hành Windows ha, rồi soạn thảo văn bản với Word. Ở đây thì năm 2020 này thì trung tâm sẽ dạy trên cái trung tâm An Quốc Việt sẽ dạy lên phiên bản là Office 2016 các anh chị ha, tạo bài trình chiếu ha, với PowerPoint ha, sử dụng bảng tính với Excel, và cuối cùng là sử dụng Internet cơ bản ha. Sau khi chúng ta học xong rồi thì chúng ta được ôn thi và sau đó là mình tham gia kỳ thi ha. Các anh chị thi đậu sẽ được trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấp chứng chỉ cho các anh chị ha. Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản này là cái tiêu chuẩn dành cho cán bộ công chức viên chức nhà nước, dành cho sinh viên các trường trung cấp cao đẳng đại học. Nó là tiêu chuẩn đầu vào đầu ra ha. Rồi sau đấy, sau khi học xong cái lớp này thì anh chị học lên là chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao, hoặc là chúng ta học là tin học quốc tế MOS ha, Microsoft anh chị ha, chứng chỉ quốc tế có giá trị, có Mỹ cấp á, do IG Việt Nam tổ chức ha, và Mỹ cấp bằng cho nên là có giá trị toàn cầu luôn nha. Thì khi mình đến học tại trung tâm An Quốc Việt á, thì các anh chị đăng ký xong á, thì cái khóa học này các anh chị sẽ được cung cấp giáo trình luôn các anh chị ha. Và bây giờ thầy sẽ giới thiệu qua cái giáo trình cho chúng ta ha. Thì giáo trình một cái môn học á, trung tâm giảng dạy thì có hai cái giáo trình các anh chị, là giáo trình lý thuyết và giáo trình thực hành. Cái chữ LT là viết tắt là lý thuyết các anh chị, và TH là thực hành ha. Thì khi mình vào lớp học á, thì thầy cô phụ trách lớp sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để chúng ta truy cập vào cái giáo trình để chúng ta xem, và chúng ta cũng sẽ được cung cấp cái mật khẩu để chúng ta xem được cái giáo trình đó ha. Thì đây là giáo trình lý thuyết ha, thì anh chị thấy mở lên thì mình có thấy ghi chữ là giáo trình lý thuyết nè. Đó rồi, gồm 6 module như thầy mới vừa giới thiệu ha. Và bây giờ chúng ta sẽ từ từ chúng ta đọc. Thì trong giáo trình này được viết chi tiết trong lớp học, các anh chị sẽ được giảng bài từng phần như vậy. Phần thứ nhất là hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản. Cái phần này nó chỉ mang tính lý thuyết thôi, cho nên là thầy giới thiệu sơ qua cho các bạn hiểu, và chúng ta sẽ đọc theo tài liệu ha. Thì đầu tiên là mình tìm hiểu kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính nè ha. Ví dụ chúng ta nhìn vào giáo trình này, các anh chị thấy là có bốn cái hình này nè, đúng không? Thì mình phải hiểu, mình đi học thì mình hiểu nó rõ hơn, đúng không? Cái này chúng ta nói về tiếng Việt trước ha. Cái bộ máy này tiếng Việt chúng ta nói là máy tính đĩa bàn ha. Còn tiếng Anh thì mình đọc sẽ là desktop hoặc là PC. PC là viết tắt của chữ là personal computer nha. Rồi đây là máy tính xách tay ha, laptop ha, điện thoại thông minh smartphone, và đây là máy tính bảng gọi là tablet đấy. Chúng ta nhìn qua để mình biết. Cũng chia sẻ với các bạn là ví dụ khi mình đi thi á ha, khi mà mình đi thi chứng chỉ đó ha, thầy hỏi trắc nghiệm, thầy cho bốn cái hình, thầy hỏi đâu là máy tính xách tay chẳng hạn, thì mình biết đáp án là cái nào, đúng không nè, ví dụ vậy. Thực ra thì mỗi cái máy tính nó có ưu điểm và khuyết điểm của nó, thì khi mình học mình sẽ biết rõ hơn, và chúng ta khi mình chọn mua mình biết mua cái nào cho nó phù hợp nhé. Thì thầy cũng giới thiệu sơ qua cho các bạn cho dễ hiểu luôn. Máy tính đĩa bàn ấy, ưu điểm của nó đó các bạn là tốc độ xử lý nó mạnh mẽ nè ha, sử dụng nó bền, nó lâu lâu hư lắm ha. Nhưng mà khuyết điểm của nó là gì, các bạn thấy không, nó cồng kềnh, chiếm không gian, khó di chuyển, đúng không? Đấy, ngược lại thì máy xách tay nó ngược lại, máy xách tay ưu điểm của nó là gọn nhẹ, có thể di chuyển dễ dàng, nhưng khuyết điểm nó thì tốc độ xử lý không thể nào mà nó mạnh mẽ như máy tính đĩa bàn được ha, và cũng có thể là nó mau hư hơn nhé. Rồi thì bây giờ khi mình chọn mua đó, nếu mà tùy công việc thôi, công việc của anh chị mà nó cố định ha, ví dụ làm việc văn phòng mình ngồi chỗ bàn làm việc mình làm hoài, đúng không, thì mình nên sắm cái máy tính bàn là bền nhất, đúng không? Đấy, còn nếu công việc của anh chị là kinh doanh, phải di chuyển, phải đi tới đi lui, thì chúng ta sẽ chọn là máy tính xách tay nha, tùy công việc mà mình chọn. Tuy nhiên là lời khuyên là nếu chúng ta học tập hay làm việc thì máy tính bàn hay máy tính xách tay đều hỗ trợ tốt cho chúng ta nha. Đấy, còn những thiết bị này là để liên lạc, để hỗ trợ thêm thôi, chứ còn học đúng không, hay làm việc thì nó phải có cái màn hình to to như thế này, thấy rõ ràng làm việc mới hiệu quả ha.
Thì ở trong tài liệu này á, là đã được viết sẵn rồi ha, thầy giới thiệu cho anh nghe ha. Đấy, còn viết sẵn hết rồi. Rồi, bây giờ mình tìm hiểu tiếp theo nè. Một cái hệ thống máy tính thì thường nó gồm có hai phần, đó là phần cứng và phần mềm ha. Phần cứng á, thì gọi là hardware, thì mình hiểu nôm na là gì? Phần cứng là những cái thiết bị vật lý nó cấu tạo nên cái máy, đúng không? Và trong cái thiết bị phần cứng là chia làm ba khối, tôi gọi là khối nhập, khối lưu trữ xử lý và khối xuất, đúng không? Đấy. Thì các anh chị cứ hiểu máy tính là cái công cụ, nó giống như cái dây chuyền sản xuất. Thì chúng ta phải đưa nguyên vật liệu vào, chúng ta xử lý, sau đó mình ra cái sản phẩm, cái thành phẩm. Đấy, quy trình là như vậy nhé. Thiết bị nhập ví dụ như là các anh chị làm gì nào, dùng bàn phím, dùng con chuột để mình nhập dữ liệu vào, mình ra lệnh cho máy nó làm, đúng không? Còn xử lý tức là cái thùng máy đó ha, cái nguyên cái khe thùng máy bên trong nó nhiều phần. Ở trong đây mình thấy là CPU là Central Processing Unit là đơn vị xử lý trung tâm, hay gọi là não bộ máy tính đấy ha. Rồi các cái bộ nhớ RAM, ROM là ổ đĩa ha, ổ đĩa cứng vân vân. Đấy. Rồi và khi máy nó xử lý xong thì nó ra cái thành phẩm ha. Thành phẩm chúng ta là một cái văn bản hay một cái tấm hình gì đấy. Thì xuất ra đây là chúng ta sẽ hiển thị trên màn hình để mình xem, hoặc là mình xuất ra máy in đúng không? Hoặc là xuất ra loa để mình nghe ha, vân vân. Đấy thì mình hình dung cái máy tính là như vậy nhé. Chi tiết thì các phần trong đây thì các anh chị cứ từ từ đọc thôi nhé. Rồi thì nguyên cái phần 1 này á thì nó mang tính lý thuyết cho nên thầy giới thiệu nhanh thôi. Và chúng ta sẽ đi vào cái phần thực hành luôn các anh chị ạ. Đấy. Đó thì nguyên cái phần này là các anh chị cứ đọc, chủ động đọc. Và chúng ta sẽ học qua cái phần 2 luôn. Đấy. Nói lý thuyết thì giới thiệu thôi chứ còn học chính thức là vô học luôn, là mình sử dụng máy tính luôn các anh chị ha. Thì tiêu chuẩn ấy là một buổi học ở trung tâm là 3 tiếng. 3 giờ thì chúng ta sẽ được học hai bài ha. Mình học xong bài thì thường giữa giờ giải lao 10 phút ha. Đấy. Thoải mái là sau đó mình học tiếp bài số 2 nha. Một buổi cứ tiêu chuẩn là hai bài như vậy ha. Đấy. Rồi, như vậy thì sau cái phần giới thiệu xong thì chúng ta sẽ bắt tay vào ha, để chúng ta học ngay cái bài đầu tiên là sử dụng máy tính luôn ha. Rồi, sử dụng máy tính thì cái việc đầu tiên là các anh chị phải làm gì? Phải mở máy và tắt máy đúng cách, đúng không? Đấy. Chúng ta lưu ý nè, rất là nhiều bạn á, biết cách sử dụng cái máy nó bền, nó không có hư, lâu hư lắm. Còn nhiều bạn mới mua máy về xài vài hôm là hư à. Không phải là do máy mà một phần lớn là do lỗi của người sử dụng đó. Cho nên là các bạn phải biết sử dụng đúng cách ha. Ít nhất là biết biết mở máy và tắt máy đúng cách ha. Các anh chị đi học gì biết rồi á, thì chúng ta chỉ lại cho người thân, gia đình mình ha. Ai cũng phải biết hết những điều cơ bản là phải biết các anh chị ạ. À. Đấy. Rồi, bây giờ mở máy thì làm sao ạ? À? Đấy. Nếu như máy tính để bàn á thì các anh chị xem là các ổ điện chúng ta được mở chưa, mở điện trước ha. Đấy, rồi sau đó là chúng ta xem cái màn hình nó mở chưa. Nếu màn hình chưa mở thì mình bật công thức màn hình cho nó mở rồi thôi. Sau đó mình nhấn cái nút power trên cái thùng máy, rồi mình chờ máy khởi động ha. Đó là quy trình mở máy ha. Đấy, rồi sau khi máy nó khởi động xong rồi chính thì làm việc đúng không, và đến lúc anh chị tắt ha. Thường thường là cái nguyên nhân là anh chị tắt á, tắt không đúng cách máy nó hư đúng không. Đấy thì trước khi tắt anh làm gì? Lưu những công việc mình đang làm, ví dụ anh đang đang soạn văn bản hay là đang làm bản tính gì đấy, các anh chị lưu lại cái đã đúng không. Rồi các anh chị nhớ thoát nha, nhớ thoát, nhớ đóng hết những chương trình đang mở. Trình đang mở cái nào anh chị nhấn nút X nè, thoát, hoặc là vô file exit như nè đó, thoát những chương trình đang mở đi, thoát hết. Sau khi mình đóng hết những chương trình đang mở rồi thì lúc đó mình phải làm gì? Mình nhấn Start nè ha, mình chọn Shut Down, nhớ anh chị nhấn Shut Down, ra lệnh cho máy nó tắt. Và máy nó sẽ từ từ nó đóng hết những chương trình đang mở lại ha. Rồi sau đó nó tự động nó tắt nguồn điện trên cái thùng máy luôn. Thế là xong. Rất là an toàn. Nhớ nha, tắt đúng cách nha anh chị. Chứ đừng có kiểu mà tắt máy anh chị tắt điện. Đó, làm như vậy là sẽ hư. Hư là hư gì? Hư phần mềm, hư chương trình cài đặt lên máy tính nhé. Đó. Nhớ là luôn luôn tắt máy đúng cách. Còn trong trường hợp các anh chị không muốn tắt mà anh chị muốn khởi động lại thôi, thì nhấn cái tam giác này, chúng ta chọn cái nút là Restart ha, là khởi động lại. Lưu ý luôn là trong cái video này á, thì video này thầy sẽ giảng trên cái phiên bản là Windows 7 ha. Sau đó thầy sẽ làm một cái video khác hướng dẫn các anh chị trên cái phiên bản Windows 10. Windows 10 nó khác một chút xíu thôi, là ngay góc này các anh chị nhấn nó sẽ có cái hàng nút, thì nó cũng có nút Power, các anh chị nhấn vào là chọn Shutdown thôi, nó nằm ngay góc này nha, nó đổi chỗ anh chị ha. Rồi. Như vậy động tác đầu tiên là bắt buộc chúng ta phải hiểu được quy trình mở máy và tắt máy đúng cách nha, lưu ý ha. Rồi bây giờ các anh chị thấy là trong quá trình mình sử dụng máy vi tính thì hai cái thiết bị mình hay dùng nhiều nhất đó là gì? Bàn phím và chuột, đúng nè. Đó thì như vậy thì chúng ta phải rành hai cái thiết bị này chứ, đúng không?
Bàn phím á, à, con chuột anh chị thì nó có ba nút là nút trái, nút phải với nút cuộn ở giữa ha, cũng khá là dễ thôi ha, nhấn bên trái. Và động tác là nó hình có hình con trỏ chuột nè, đúng không? Chúng ta click chuột nè. Khi nó click tức là nhấn bên trái một cái, còn nó double click là nhấn nhanh bên trái hai lần liên tiếp. Còn nó rush mouse có nghĩa là đè bên trái và kéo chuột đi. Còn nó right click có nghĩa là nhấn bên phải chuột nha, những động tác cơ bản như vậy. Dễ hiểu không anh chị? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ qua cái thiết bị bàn phím. Rồi bây giờ để cho chúng ta hiểu nó dễ hơn thì thầy sẽ mở một cái hình lên cho anh chị xem cho nó dễ ha. Đây, đây là hình ảnh bàn phím các anh chị ha. Chúng ta thấy là cái bàn phím á chia làm 3 khu vực các anh chị. À, khu vực ký tự là ba cái hàng này, ký tự rất là dễ hiểu thôi, A, B, C gì đấy. Khu vực thứ hai là ký số, là các anh chị dùng bên tay phải này ha. À, nếu như là cái máy để bàn thì nó có bên phải là mình dùng nhé. Rồi các anh chị nhớ là muốn xài số bên phải này là phím num lock phải bật lên, cái đèn nó sáng lên. Còn nếu cái đèn nó tắt là nó thành phím mũi tên chứ không phải là phím số. Cho nên là anh chị nhớ nha, nếu chưa thì nhấn num lock cho nó sáng lên mới đánh số được. Nên đánh số bên phải này nó nhanh hơn. Còn nếu như cái bàn phím laptop nó không có chỗ này thì anh chị xài số bên đây này cũng được luôn nhé. Còn nếu để bàn thì cái này mình dùng để đánh dấu, cái này đánh số nó nhanh hơn nhé. Rồi, khu vực thứ ba người ta gọi là các phím chức năng và những phím đặc biệt. Đây, khu vực này là F1, F12. Thì trong tiếng Anh nó chữ F là viết tắt của chữ là function, có nghĩa là chức năng. Đấy, lý do tại sao thì chữ F là như vậy các anh chị ha. Thì phím chức năng này nó tùy cái phần mềm mà nó có chức năng khác nhau. Thì sau này các anh chị học tiếp nữa, Word, Excel, PowerPoint, Access, rồi AutoCAD, Photoshop gì đấy vân vân, thì các anh chị sẽ được hiểu nó là như thế nào nha, tùy phần mềm nha anh chị. Ngoài ra thì chúng ta có những cái phím khác thì các anh chị cần phải biết cái tên của nó, đúng không? Ví dụ cái phím này ESC này viết tắt có chữ là escape, escape ha, thoát ra các anh chị. Đây phím escape. Phím tab nè, các anh chị biết cái tên gọi của nó ha. Đấy, phím caps lock nè, phím shift nè, phím control nè, phím alternate nè, đúng không? Bên đây nó có những phím tương tự như vậy ha. Rồi, đây nè, alternate nè, shift nè, control ha. Phím này là phím Windows các anh chị, tương đương cái nút này nè ha. Lỡ chuột bị hư các anh chị nhấn phím này là tương đương ở chỗ này. Hai cái nút này muốn xài nút nào cũng được hết ha. Cái nút này là tương đương nhấn phải chuột nha anh chị. Rồi bên đây mình có thêm những nút là Enter đúng không? Backspace rồi Home End ha, Insert Delete ha, Ring gì đó vân vân ha. Thì ý nghĩa các phím này ha, thì trên trong tài liệu thầy có giải thích hết nha. Ví dụ các anh chị nhấn Caps Lock, cái đèn này nó sáng lên là các anh chị đánh chữ hoa. Nhấn Caps Lock cái nữa, cái đèn này nó tắt đi là đánh chữ thường hết. Còn trường hợp các anh chị đang tắt Caps Lock nha là chữ thường nha. Các anh chị shift chữ A nó sẽ ra chữ hoa. Còn không giữ shift đánh nó ra chữ thường nha. Có nghĩa là khi cái câu mình muốn chữ đầu tiên giống như này nè, win nè, win photo là chữ đầu chữ hoa thì chúng ta giữ shift nó nhanh hơn. Shift W ra chữ hoa rồi xong bu shift ra đánh chữ I N chữ thường nha anh chị. Ngoài ra thì đối với những phím nó có hai ký hiệu, ví dụ nè, bình thường chị đánh ra số 2. Muốn lấy cái amount này nè, các anh chị phải giữ shift. Như vậy là muốn lấy ký tự ở phía trên thì phải giữ shift và nhấn đồng thời nha các anh chị. Đó, đây cũng vậy nè, số 1. Muốn đưa dấu chấm than giữ shift nhấn lên đây. Còn spacebar là khoảng trắng ha, enter là xuống dòng hay là kết thúc lệnh ha. Backspace là xóa bên trái con trỏ ha, delete là xóa bên phải con trỏ nè. Home về đầu dòng, end cuối dòng ha, lên một bay bay up lên trang, bay down xuống trang đúng không? Rồi nút chụp màn hình ha, nút cuộn nè, nút ngưng vân vân đấy. Thì chúng ta có những cái phím như vậy ha. Rồi, xem video nó có một ưu điểm là nếu các anh chị cảm giác là hơi nhanh thì các anh chị có thể dừng video hoặc là anh chị xem lại, quay lại, tua lại ha, xem đi xem lại cho nó nhớ bài chắc hơn. Rồi, một cái lưu ý trong bàn phím nữa là các anh chị để ý nha, có hai cái phím mà thầy để màu xanh đây nè, phím F và phím G. Nếu các anh chị lấy tay mình sờ lên cái bàn phím á, nếu anh chị đang ngồi trước máy tính á, các anh chị sờ lên bàn phím mình đi, F và G nó có hai cái G, thì hai phím này là phím trung tâm ha, nhớ chưa các anh chị? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học cái phương pháp mà đánh 10 ngón nha, luyện ngón. Rồi bây giờ để gõ được 10 ngón thì đầu tiên ấy là các anh chị phải biết đặt tay trên bàn phím cho đúng cách. Đây, có cái hình minh họa rõ ràng ha. Cái gì đặt đưa bàn tay phải mình lên, đặt cái ngón trỏ của bàn tay phải ngay chữ G. Rồi cái ngón kế tiếp là cái phím kế tiếp thôi, được chưa? Tương tự tay trái, ngón trỏ đặt ngay chữ F, rồi những ngón còn lại là phím kế bên, được chưa? Đặt như thế này này. Và cái ngón cái của mình thì đặt trên cái phím khoảng trắng. Rồi, đây là tư thế. Như vậy là luôn luôn á, là anh chị nhớ hai chữ thôi là F và G. Và khi đưa lên bàn tay mình hai ngón trỏ đặt vô là xong, đúng không? Quy luật để các anh chị luyện 10 ngón như sau. Mỗi một ngón nè, ví dụ ngón út của bàn tay trái của anh chị
Bình thường để ngay chữ A là gõ chữ A. Khi cần gõ chữ Q thì cái ngón út này nè phải chồm lên gõ chữ Q. Và khi cần đến chữ Z thì phải thụt xuống. Các chị thấy cùng màu không? Rồi ngón đeo nhẫn là W, S, ha, X. Ngón giữa là E nè ha. Rồi D, C ha. Ngón riêng cái ngón ngón trỏ thì nó phải phụ trách 6 phím. Ngón trỏ mà linh hoạt nhất mà, nó phải 6 phím như thế này. Tương tự bên tay phải cũng vậy, ngón trỏ là 6 cái này. Tới ngón giữa nè, ngón đeo nhẫn này, ngón út này ha. Con này chườm qua chườm lại. Cái ngón mà khỏe nhất là ngón cái là gõ khoảng trắng thôi. Mà các bạn thấy hai ngón muốn gõ ngón nào cũng được hết. Đấy. Như vậy nếu mà các anh chị tập cho mình thành thói quen như vậy á, thì chúng ta có khả năng đánh được 10 ngón ha. Giống như xem phim thấy người nước ngoài là nó 10 ngón không? Ta đánh thuộc là không nhìn bàn phím. Đây là thầy chỉ cái phương pháp để anh chị biết tập nha. Vào lớp học thầy cho các anh chị cái phần mềm để các anh chị luyện 10 ngón. Có thể nói rằng là luyện siêng năng ha, luyện kiên trì. Nếu bạn nào giỏi 1 tháng mới thuộc ha, còn không phải 2 3 tháng tùy người nha các anh chị. Nếu mình chỉ thuộc thì quá tuyệt vời đi, đúng không? Đấy. Còn không mình cũng đánh khá khá một chút cho mình đừng đánh nhất dương chỉ nha. Nhiều bạn chỉ đánh một ngón thôi, chọt tới chọt lui thôi ha. Chúng ta cố gắng thao tác nhiều để cho nó quen, nó nhuần nhuyễn thì khả năng làm việc nó sẽ tốt hơn nha anh chị ha. Đã. Rồi thì thầy sẽ chỉ cái phương pháp để mình gõ dấu tiếng Việt luôn ha. Thì hiện nay trên thị trường Việt Nam thì mình gõ TLX và Vini. Ở đây thầy đã soạn sẵn cho anh chị gõ TLX như thế nào, gõ Vini thế nào. Cái tài liệu này vào lớp học sẽ được tặng ha, được tặng cho anh chị yên tâm. Và bây giờ thì lời khuyên của thầy các anh chị hãy tập TLX ha. Tại vì sao? Các thiết bị di động á, điện thoại rồi iPad thì vân vân đều hỗ trợ TLX hết. Cho nên nhớ một cách là được rồi. Anh chị nhớ 2 cách thì quá tuyệt vời. Ít nhất phải nhớ một cách và cách là kiểu gõ TLX nha. Rồi, thuộc nè, giống câu thần chú đó. Muốn gõ dấu sắc thì đánh chữ S, đúng không? Muốn gõ dấu huyền thì đánh chữ F. Ví dụ, muốn đánh chữ bá thì đánh BA gõ chữ S nữa nó ra chữ bá. BA gõ chữ S nó ra chữ bà, đúng không? Rồi, cứ thuộc như vậy. Nè, sắc huyền hỏi ngã nặng nè. Đánh 2 lần chữ A thì ra chữ ớ, 2 lần chữ E thì ra chữ E, O là ô, giờ giờ ra đờ, đúng không? Muốn ra á thì phải đánh A W nè, ơ nè, ha. O W ư là W, đúng không? Trường hợp đánh mà nó xóa dấu á ha thì các anh chị nè đánh nè đang đánh chữ bá xong rồi muốn xóa dấu đánh chữ Z vào xóa dấu ha tắt dấu này gõ lặp này nhiều khi mình muốn đánh là a as thôi nhưng mình đánh as thì nó là chữ á rồi thì đánh thêm chữ s một lần nữa thì nó sẽ ra as như thế này nhớ nha các anh chị rồi đấy là cái quy luật gõ dấu trên bàn phím nha thuộc luôn đi các anh chị nếu mà chưa thuộc lấy điện thoại ra các anh chị ơi chụp lại ha lưu trên điện thoại của mình ha để khi nào mình có thời gian mình lật ra mình ôn bài mình xem đúng không ở đây là thầy đã soạn sẵn hết rồi các anh chị chỉ việc là kế thừa học mà thôi nha và bây giờ chúng ta xem hình ảnh cái máy tính thực tế luôn đấy thì ở đây chúng ta thấy nè đây là hình ảnh của cái máy laptop đúng không đấy thì trên laptop thường nó có nút power ở ngay góc có thể góc bên đây có thể góc bên đây các anh chị nhấn power cái mở máy lên chờ nó lên thôi rồi sử dụng được chưa quy tắc cũng là start, sit down, turn off gì đấy ha, tùy quyền nhé. Rồi, đây là cái máy laptop của hãng Apple ha, máy rất là chuyên nghiệp, đắt tiền lắm anh chị. Rồi, đây là máy PC, máy đĩa bàn đúng không? Đấy, máy đĩa bàn đây là màn hình nè các anh chị, bàn phím nè, chuột nè, cái này tôi gọi là thùng máy nha anh chị. Nhiều người nói là CPU ha, không đúng, ha. Đây là thùng máy cái case, case là cái thùng máy. Rồi CPU là bên trong của thùng này nè. Đấy, khi mình mở cái thùng máy là CPU có chút xíu là con chip vậy nè, đúng không? Sau này các anh chị học nhiều hơn ha, chúng ta học qua lắp ráp cài đặt, biết chúng ta am hiểu rồi chúng ta có thể mở ra lắp ráp máy tính cho mình luôn ha, máy bị hư cái gì có thể ra mua ha. Đấy. Rồi thầy giới thiệu nhanh. Đây là cái chỗ là CD-ROM là ổ đĩa là CD với là DVD ấy kìa, chỗ cái nơi anh chị cho đĩa vào nha. Rồi, hard drive là đĩa cứng nè, đây cái này là đĩa cứng nè, phải gắn vào thùng máy này, đúng không? Đấy. Nguyên cái bự này các anh chị, nguyên cái bự này luôn tôi gọi là main board, motherboard ha. Đấy. Rồi, trên main board này mới có cái chỗ để mình gắn, nó có cái đế để mình gắn cái chip CPU vào, não bộ máy tính đây, nó hình chút xíu là thôi hình vuông này thôi. Đây là các cái thanh nhớ gọi là RAM để gắn thanh bộ nhớ vào đây ha. Nguyên cái thẻ này tôi gọi là cái card màn hình ha, video card. Rồi, các cái card hỗ trợ vâng ha, quạt này, quạt. Đây là BSU là cái bộ nguồn này, cái nơi anh chị cắm điện vô. Đấy. Rõ chưa nè? Đấy thì thầy giới thiệu cho biết thôi. Còn muốn biết sâu về nó thì chúng ta có cái lớp mang tên là lắp ráp cài đặt máy tính khác nữa nha. Đấy.
Rồi, đây một số thiết bị bên ngoài cho anh chị thấy luôn ha. Đây, cái này là hình ảnh cái case, cái thùng máy. Rồi bên trong này thì gắn bộ nguồn DVD rồi mainboard như thầy mới nói đó, CPU nè, quạt CPU nè, RAM rồi card màn hình, card âm thanh, đĩa cứng ha, rồi đĩa DVD. Tất cả những thiết bị này lắp vào trong cái thùng này, đúng không? Rồi mới gắn qua cái này, mấy cái này cũng chuột bàn phím gắn vào đây, loa gắn vào đây, đúng không? Đấy. Và chúng ta ra tổng thể một cái bộ máy ha, tức là những linh kiện này nè, người ta sẽ ráp vào trong cái thùng này. Anh chị hiểu chưa? Đấy. Rồi, khi mình xài máy tính thì sau một thời gian sử dụng thì chúng ta cũng phải để ý những cái lỗ cắm mà gọi là những cái port ha, những cái khe cắm ở phía sau cũng như phía trước thùng máy để mình sử dụng cho nó tự tin. Rồi, đây là cái khe cắm chuột nè các anh chị ha, nó có cái màu sắc để ý nha, màu xanh lá cây. Đấy, này cái khe cắm bàn phím thường nó có màu đỏ hoặc là màu tím nha. Đấy, cắm bàn phím thì khi mình cắm mình phải nhìn hai cái đầu nó khớp với mấy cái lỗ cắm này nè. À, khớp mà nó có cái chỗ cái chốt này nè, thấy chưa? Đấy, cái gì để cho đúng, để sai khớp mình cắm vô là gãy chân là hư nha các anh chị nha, cắm phải đúng nha, đúng khớp. À, đây là cái cổng để mà chúng ta nối máy in vào đây ha, cắm máy in vào đây, có sợi dây gắn từ máy in vào đây ha. Rồi cái đây là cái cổng để mình cắm ra cái màn hình VGA, đây là cái màn hình mà xài cái cổng DVI ha. À, đây cổng USB nè các bạn, đó USB gắn chuột bàn phím cũng được luôn, hay là cổng để mình gắn cạc mạng RJ45 nè ha. Rồi cái này thiết bị âm thanh nè, đấy cái này là cái đầu vào ha, cái này đầu ra đúng không, tín hiệu đầu vào là vô line in, đầu ra là layout là gắn qua cái loa đó anh chị ha. Còn này là micro, nếu mà chúng ta muốn nối vào trong máy tính thì mình gắn qua cái mix in ha. À, cái màu anh chị thấy chưa, cái đầu ra đây thì màu xanh lá cây, cái đầu vào nó là màu màu hồng hay là màu đỏ hay màu tím gì đó, đại loại nó vậy nha. Đó, rõ chưa? Rồi đấy các anh chị không, thầy hướng dẫn mà nếu anh chị vẫn chưa kịp chụp lại, lấy điện thoại chụp lại khi nào cần cắm đối chiếu vào là xong. Được chưa? Đấy. Rồi như vậy thì ở cái bài đầu tiên này á ha, đây, bài số 1 này tóm tắt lại các anh chị nhớ thầy nè. Biết mở máy và tắt máy đúng cách. Được chưa? Đấy. Thứ hai, phải biết sử dụng bàn phím và con chuột thành thạo. Rồi, thứ ba, phải biết gõ dấu tiếng Việt theo kiểu Telex ha. Và vào lớp học thì xong sau khi mà thầy cô giảng xong bài số 1 thì chúng ta sẽ có cái thời gian thực hành. À, thực hành ở đây chúng ta sẽ luyện gõ 10 ngón nè, rồi chúng ta sẽ luyện trên cái phần mềm luyện 10 ngón anh chị, rồi chúng ta luyện gõ dấu Telex luôn ha. Rồi, bài số 1 là như vậy thôi. Rồi, như vậy thầy cũng kết thúc video ở đây ha, để cho các bạn thực hành thử. Sau đó thì chúng ta sẽ xem tiếp cái video tiếp theo thì thầy giới thiệu bài số 2 cho các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn nha.